Vâng xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của em, Dorama Invest thì trong phiên ngày hôm nay chúng ta cũng đã chứng kiến được một cái áp lực bán chốt lại cũng không hề nhỏ lên thị trường chúng ta. Với cái thanh khoản của chúng ta đã tăng hơn so với lại hai phiên tăng điểm vừa rồi. Và cô cũng đã thấy là em đã view cho mọi người ở cái nhịp cuối tuần rằng là thị trường chúng ta rất có khả năng trong cái tuần trước lễ này thì uh, nếu mà uh, đạt về cái độ mà uh, tích cực nhất hoặc là uh, mà mà mà, mà là quan nhất có thể là chúng ta sẽ đóng cửa quanh ở cái mức gọi là trên 1330 trong cái tuần này. À, và và thậm chí là có thể tiến lại được về lại khoảng tầm vùng 1340 cho tới vùng 1350. Thế thì khi mà gặp lại ở những cái vùng này tức là một nửa cây nến giảm với cái 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 thanh khoản lớn hơn một tỷ cổ phiếu như thế này thì mọi người cũng sẽ thấy là nó sẽ cần một khoảng thời gian nó sẽ có những cái nhịp mà nó test lại thôi thì mọi người sẽ thấy là có những cái gap ở đây À mọi người thấy là nó sẽ có cái gáp ở đây. Thế thì trong một đến hai phiên tới có thể là chúng ta sẽ tiến lại được ha, có thể là thứ uh, tư ngày mai đấy, hoặc, là thứ, ha, hoặc là thứ hai hoặc là thứ hai hoặc thứ ba gì đó. Chúng ta sẽ có những cái nhịp mà nó kéo ráng về lại khoảng tầm vùng 1340, 1350 rồi sau đó nó sẽ có nhịp trong tuần sau vào khoảng thứ tư thứ năm thì để những cái video cuối tuần em sẽ uh, lên cái kế hoạch cũng như là chiến lược chi tiết hơn về uh, thị trường chung cho các anh chị chúng ta nắm giữ nó um, chúng ta phải uh, xử lý nó như thế nào thì mọi người cũng thấy được rằng là hôm nay uh, chủ yếu là dòng ngân hàng họ đè dòng ngân hàng bị siết dòng ngân hàng đó là mạnh đúng không ạ à? áp lực chốt lãi cũng như là áp lực cắt lỗ đến từ dòng ngân hàng đang tương đối là mạnh Đấy, rồi mid thì nó vẫn mã nào mà nãy vẫn tăng âm âm thì một số những mã cổ phiếu uh, lớn như là có HPG tăng lại này đấy, MySan cũng cũng uh, tiếp tục tăng ha. không phải là tăng mà là hồi phục lại thôi đấy có GVR đúng không đơn cử là GVR và KBC là những mã cổ phiếu mà em đã nói rất là kỹ trong những cái video là chắc chắn là nó sẽ vượt đỉnh đúng không ạ thì em cũng đã cho những vị khách hàng bên bên em là mua ở những cái phiên như thế này mua trong phiên ngày thứ sáu ngày ngay vùng giá 39 đấy thế thì bây giờ bên em cũng đã lãi được khoảng tầm ngày mai hàng về đúng không ạ ngày mai hàng về thì nó đang lãi khoảng tầm 10 rồi đấy, bởi vì nó break khỏi cái kháng cự rất là mạnh như thế này volume lớn hôm nay volume vượt đỉnh tiếp tục là một cái volume khối lượng lớn vào này thì đó chính là những cái dấu hiệu của bước chân của 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 độ lái cũng như là dòng tiền lớn nó vào thế thì các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ và tin tưởng là nó sẽ vượt được cái vùng đỉnh 44 46 này thôi đấy thì đâu đó nếu mà lên được khoảng tầm vùng 44 đến vùng 45 ấy, thì sẽ có những áp lực chốt lời nhất định ha à, chúng ta sẽ gặp những áp lực chốt lời chốt lời nhất định thì điều đó là không thể nào mà tránh khỏi nhưng mà cái mục tiêu mà để mà vượt được cái vùng đỉnh 45 như thế này là một cái điều hết sức là bình thường đấy cho nên là em vẫn khuyến nghị cho các anh chị chúng ta nắm giữ tiếp nhé GVR cũng sẽ tương tự giống như là KBC thì đấy Hôm nay cũng là gặp một áp lực chốt lời Có thể nói là theo thị trường chung đấy, Bản thân em thì em lại chọn KBC hơn Bởi vì GVR ấy mặc dù là nó mạnh thì nó mạnh thiệt À mặc dù mạnh thì mạnh thiệt Thì, uh, thì sao ạ à? Bởi vì nó thứ nhất là nó nằm trong VN30 Cho nên là nó cũng bị ảnh hưởng bởi uh, VN30 tương đối là nhiều Mọi người sẽ thấy là nó bị ảnh hưởng bởi VN30 tương đối là nhiều ha VN30 hôm nay đóng cửa đỏ nha mọi người ha Đấy, là mọi người thấy ạ. À. Đấy, cho nên là, là VN30 nó vẫn chưa thế nào nó bứt thoát ra được cái ngưỡng kháng cự ở vùng 1450 nhé. Trong khi là VN chúng ta đã vượt qua được cái ngưỡng cái gáp này rồi. Đúng không? Là, là, tức là cái ngưỡng mà 1 trăm 340 đấy. Thế, nhưng mà VN30 thì nó vẫn chưa vượt qua được cái ngưỡng cái gáp ở vùng 1 443 cho tới, tới 1450. Đấy cho nên là mọi người cần phải chú ý là ở hiện tại là các mã cổ phiếu blue chip cũng như là có vốn phá lớn nó đang bị ảnh hưởng chung của giống như là, là cái dòng tiền nó đang bị rút dần ra cũng như là bị ảnh hưởng tương đối là nhiều. các lực bán cũng tương đối là nhiều cho nên là nó cần phải có sự ổn định lâu hơn, dài hơn và nó không thể nào mà nó đi nhanh và cũng như là cái dòng tiền đầu cơ nó không thể nào mà nó 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 được như là những mã cổ phiếu midcap hay là penny được. Đấy, nên là mọi người giai đoạn này em vẫn tập trung của những cái uh, giai đoạn dòng tiền nó đang ở những mà cổ phiếu midcap thì chúng ta đầu tư vào midcap nhé rồi uh, quay trở lại với vn đây chúng ta ấy đấy thì vẫn như kế hoạch cũ thôi thì khả năng lên đây đúng không ạ lấp qua đã được qua được cái cái ngưỡng cái gáp ở vùng một nghìn rồi cũng như là cái cái gì ạ à? cái Fibo 78,6% ở đây như em có nói với mọi người đều đề cập đúng không ạ hôm nay đóng cửa trên 1330 như thế này là cũng là gọi là tuyệt vời rồi trong phiên thì cũng đã có một cái nhịp nó nhúng về nó test lại thì đâu đó nó cũng cho thấy là cái lượng cầu vào tương đối là ổn ha à, nhưng mà em thật sự là cũng nói là hôm nay là cái cái áp lực đè của dòng ngân hàng nó cũng tương đối là lớn đấy ha à, cũng tương đối là lớn nhưng mà các anh chị chúng ta cứ nên đợi đúng không ạ hôm qua em cũng nói rõ là dòng ngân hàng nó sẽ phải tích lũy thêm cũng như là đợi thêm nữa nên là các anh chị ta đừng có vội vàng nhiều quá đấy mọi người thấy mà coi như là nó trả lại gần như là 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 một nửa so với phiên tăng điểm ngày hôm qua ví dụ như có Techcombank này hôm nay cũng giảm coi như mọi người thấy nó cũng giảm gần như một nửa so với lại cái nhịp đà tăng của phiên ngày hôm qua đúng không ạ đây đóng cửa đóng cửa quanh 48.5 đấy thì tạm thời thì mọi người vẫn giữ được thôi hay như ACB cũng tương tự như vậy mọi người thấy không? ạ, ACB cũng giảm về lại ngay cái những cái ngưỡng rất là 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 uh, phải nói là rất là nhạy cảm ha. Nên là mọi người cứ quan sát và chú ý ở nhịp này đối với lại uh, dòng ngân hàng có mỗi HD là, là 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 tương đối là yếu mà mọi người thấy không? HD là tương đối là yếu này rồi liên việt hôm qua liên việt thì nó lại chân hôm nay thì lại giảm điểm à, kéo điểm đầu phiên thì hôm nay giảm điểm nó vẫn sẽ còn đi đi ngang ở vùng này một khoảng thời gian nữa cho nên rằng là mọi người cứ cứ đợi đó. cứ đợi cho cho nó tích lũy trở lại với khối lượng thấp đó, thì mọi người hãy tham gia nhé chưa có vấn đề gì cả nhưng mà cần phải quan sát thêm rồi tiếp theo ví dụ như có STB STB hôm nay cũng đã gần như đã <laughs> giảm lấy lại hết cả là cả cái phiên tăng điểm ngày hôm qua đúng không ạ thì nó vẫn chưa cho thấy được rằng là, là cái sức mạnh của mình để mà nó vượt được cái ngưỡng kháng cự ở vùng 28.2 đâu nó cần phải có thêm thời gian nữa nhé thì dòng ngân hàng thì mọi người cứ đợi khoảng tầm 3 tuần nữa à, cứ đợi khoảng tầm 3 tuần nữa à, khoảng không phải 3 tuần nữa mà là 3 phiên nữa ba phiên nữa để mà có thể đánh giá chi tiết hơn cũng như là đánh giá rõ hơn về cái lượng cầu ở cái khúc này đối với lại dòng ngân hàng nhé. Ok thì chúng ta sẽ tạm lắng và chúng ta tạm gác lại dòng ngân hàng để mà chúng ta đi qua đến dòng dầu khí. Thì hôm nay dòng dầu khí ấy, bởi vì có những tin tức về thế giới như là nguồn cung của uh, của, của những cái mỏ dầu nó bị uh, hạn chế ha, do là tình hình bão này nọ đấy bão bão mưa bão gió bão bùng lũ lụt gì đó ở bên nước ngoài ha à, cho nên là bị cản nguồn cung cho nên là những cái thông tin như vậy là những cái thông tin nó hỗ trợ trong ngắn hạn đối với lại dòng uh, dầu khí mọi người thấy là sau một cái phiên mà nó test cung rất là đẹp uh, ở vùng đáy ngày thứ sáu rồi thì nó đã đi lên được khoảng tầm hai phiên thì đâu đó em cũng đã nói là lên được khoảng tầm ví dụ như là BSR nhé thì khoảng tầm lên được khoảng tầm 15.6 cho tới 19 thì các anh chị chúng ta canh chúng ta cơ cấu bởi vì thế nào nó cũng sẽ có những cái nhịp mà nó tích lũy trở lại ở đây tương đối là lâu cho nên là mọi người chúng ta thoát ra và đợi những cái nhịp mà nó nhúng lại chúng ta kiểm định lại những cái lượng cầu vào ở phần phía dưới á, thì chúng ta sẽ tham gia lại sau ha nó sẽ mất một khoảng thời gian nữa chứ không phải là nhanh đâu ha nên là mọi người cũng thấy là cái khối lượng đi lên nó cũng tương đối là dè dặt này mọi người thấy không ạ à? Rồi tương tự với lại BVS cũng tương tự như vậy. Rồi, mọi người thấy là áp lực ở trên đây bị bán xuống tương đối là mạnh. Thì BVS thì cái dòng tiền hiện tại thì em đánh giá nó lại tốt hơn BSR nhé. À, đây, mọi người sẽ thấy là BVS cái đường EMA 20 ở đây BSR nó chưa vượt được. Nhưng mà trong khi đó là BVS nó đã vượt được rồi nhé mọi người nhé. Thì nó cho thấy là cái dòng tiền của BVS hiện tại là nó có cái sức nó sức cầu vào nó tốt hơn. À, cho nên là mọi người có thể chú ý được BVS nha. Rồi, tiếp theo BVT, BVT thì nhiều khả năng em nghĩ là lần này có thể là nó sẽ vượt đỉnh. Đấy nhưng mà cái tỷ lệ này nó tương đối là 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 50 50 bởi vì ở vùng này cái khối lượng bán của cây này nó tương đối là lớn nha. Cái khối lượng bán của cây này tương đối là lớn và kể cả những cái phiên kẹp hàng ở đây này thì tổng khối lượng lại ở đâu đó trong cái nhịp mà kẹp hàng ấy, đây ha. Mọi người sẽ thấy là khoảng tầm 42,7 triệu cổ phiếu thì nó mới chỉ có hấp thụ được khoảng tầm 30 triệu thôi và phiên này nữa là 12 triệu này đây à, cho nên là nó em nghĩ là cái việc mà vượt được cái vùng đỉnh 23 cho tới 23 năm á thì nó cần phải có thêm một cái lượng cầu vào trong tuần này nó đóng cửa lại khoảng tầm vùng 23 là đẹp nói chung là đóng cửa tầm vùng 23 ở cái nhịp tuần này là vô cùng là đẹp đấy thì nó sẽ tạo cái tiền đề mà nó vượt được cái vùng đỉnh 23 năm ở cái nhịp tuần sau nhé hôm nay cầu vào cũng rất là tốt rồi nên là mọi người cũng có thể tham khảo được BVT nha rồi, uh, pet hôm nay pet cũng đã gặp áp lực chốt lãi rồi, nhưng mà rất là bình thường nhé. Thì khả năng vẫn còn lên, em nghĩ đánh giá là khả năng vẫn còn lên. Còn nếu không ấy thì cái target cứ cỡ khoảng tầm trên 28.3 hoặc là 28 thôi là mọi người có thể canh chúng ta chốt được rồi. Bởi vì những cái vùng vùng giá mua của em là đã cho là từ những cái vùng ở đây này, những vùng 22.5 đây này, hiện tại cũng đã lãi được khoảng tầm hai mấy phần trăm rồi, cho nên là canh chốt là được rồi ha. Ok đó là về dòng dầu khí thì uh, qua đến bên vật liệu xây dựng thì uh, có BCC này thì mọi người em bảo là mọi người cũng hay chú ý đúng không ạ Nếu mà nó giảm ở những cái phiên này lấp lại gáp này thì mọi người đều có thể tham gia được Thì nếu mà hôm nay có ai tham gia được ở quanh cái vùng gáp ở cái nhịp ảnh nhúng về 17.7 á Thì em cũng xin chúc mừng nếu mà canh chúng ta lấy được nha thì khả năng nó còn một cái nhịp nó tăng lên nữa Thì em vẫn dự đoán là nó sẽ lên được khoảng tầm 20 cho nên là mọi người cứ canh nắm giữ thôi ha Ờ, hôm nay KSB thì lại về lại vùng đỉnh nhưng mà bị áp lực bán với volume tương đối là lớn cho nên là mọi người cũng cần chú ý, có thể là cái gap này là cái gap suy kiệt nhé. Đây là một cái gap suy kiệt nha, cho nên là mọi người cũng cần phải chú ý. Đấy nếu như mà nó không có giữ được ở trên cái mức uh, 31.5 này trong cái nhịp ngày mai thì mọi người canh chúng ta chốt sạch nha. Rồi, um, tiếp theo Ồ, mã gì đó nhà? AA này thì như thế nào? AA này em nghĩ là khả năng lên được ha. khả năng là a này lên được này đấy sau khi một cái nhịp mà nó bán mạnh đây ha thì nó quay trở lại nó test lại phiên này cầu vào phiên này cầu vào tốt này nhá đấy thì volume ở cái cái nhịp mà bán ở đây thì, thì nó cũng đã được hấp thụ gần như là nó xong rồi thì em nghĩ là khả năng nó sẽ bước được cái vùng 18.4 này thì nó sẽ tiến về lại được vùng đỉnh 20 cho nên là chú ý được mã cổ phiếu ba con a này nhá rồi tiếp theo bất động sản à, thì như hôm qua em cũng có nói về một số mã cổ phiếu bất động sản thì nếu như mà hôm nay thị trường chung nó đẹp lên một chút xíu á thì ví dụ như là DIG nó vượt này à, nhưng mà chưa vượt được cái vùng đỉnh 35 hơi đáng tiếc chút xíu nhưng mà khả năng cao là nó sẽ vượt thôi thì cái um, DIG thì khả năng cao là nó sẽ lên được khoảng tầm vùng 37 cho tới vùng 38 cho nên là mọi người cứ canh quanh vùng 38 hoặc 37 gì đó mọi người cứ canh chúng ta chốt đây là được rồi à, thì đây thì nếu như mà ở những cái nhịp nó nhúng này nè à, mọi người thấy là nếu mà lên đây thì cũng được khoảng là 17 thì đó cứ canh mà chốt ở đó thôi rồi tiếp theo ví dụ như là có HDC này HDC hôm nay cũng mém xíu thì lại vượt đỉnh nhưng mà cái tiền cầu vào như thế này là tốt này thì cái điểm mua thì nó vẫn là còn cho các anh chị nhà đầu tư thôi à, cái điểm mua thì chắc chắn vẫn sẽ là còn cho các anh chị nhà đầu tư cho nên là mọi người cứ tham gia chúng ta hoàn toàn có thể mua được thì em vẫn đề cập một cái target ở đây đây ha đây là cái danh mục của bên em thì đâu đó HDC là khoảng tầm 70 cho tới 72 Đấy, 70 cho tới 72 Cho nên là ở quanh vùng này đó, Nên là mọi người hoàn toàn có thể là tiếp tục chúng ta nắm giữ được Đấy, Thì đâu đó tụi em mua phiên này rồi 64.5 và hôm nay mua gia tăng nữa Thì đâu đó là, 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 là giá trung bình của khoảng 64.8, 65 đó. Thì đâu đó ăn được khoảng tầm 10% đoạn này Cũng rất là ok rồi HDG hôm nay cũng tăng tương đối tốt này Nhưng mà HDC thì em lại đánh giá cao hơn HDG Mặc dù là HDG nó tăng nó tốt hơn Nhưng mà nó vẫn đang ở cái thân dưới này và nó vẫn chưa qua được đỉnh Thì rất có khả năng là ở nhịp sau thì HDC nó sẽ chạy tốt hơn HDG Đấy, Nên là mọi người cũng hãy chú ý à, Em đây em chọn HDC Nên là nên là kỳ vọng HDC cao hơn Đấy, Và cũng như là HDC nó đã, đã tiệm cận hơn ở cái vùng đỉnh rồi so với lại HDG nhé. đi cũng tương tự vậy mọi người thấy không ạ? Rồi, DBG hôm nay gặp một cái áp lực chốt lại. Đây, nhịp này nhúng kéo lên thì hiện tại ở đây thì mọi người sẽ thấy là nó có khả năng là nó sẽ bứt tiếp thêm một cái đoạn nữa. ha. À, nó sẽ bứt tiếp thêm một cái đoạn nữa. Đấy, còn nếu mà nó không bứt được uh, 42 trong một cái khoảng tầm hai phiên nữa đấy thì mọi người cần phải cẩn trọng ở những cái nhịp như thế này, ha. À. Rồi, uh, ok, ngoài ra là SCR cũng đang cho một cái uh, điểm tương đối là ok đấy nếu mà nó có nhịp mà nó nhúng với lại khoảng tầm 10.8 hoặc là 10.85 trong khoảng tầm một phiên hoặc là phiên ngày thứ hai tuần sau á thì mọi người hoàn toàn có thể là tham khảo được SCR nhé đấy, SCR là khả năng em nghĩ là nếu mà hấp thụ lại được cái khoảng cung ở vùng đỉnh này thì hoàn toàn là có thể vượt được cái vùng 11.5 và tiến lên là được khoảng tầm vùng 12, 12.5 nhé. Đấy ha. Rồi đấy, mọi người cũng hãy chú ý SCR giúp em. Ok, tiếp đến là dòng uh, Phân bón thì chỉ có một mã cổ phiếu là em cho tham gia đó chính là Lát này. Rồi thấy hôm nay Lát là điều chỉnh rất là tích cực đúng không ạ? Đấy. thì cái nhịp này là Lát nó cũng đã tạo ra một cái nền tương đối là ổn ở đây rồi này. À, nền tương đối là ổn ở đây, volume vượt đỉnh tốt này, điều chỉnh lại, đấy, rút chân đi lên, đấy, thì rất là đẹp nhá. Nên là cái điểm mua quanh từ vùng dưới 18 là rất là đẹp, nên là mọi người hoàn toàn có thể tham gia được. À, thì bên em nó cũng đã tham gia được ở vùng 17.6 này. À, 17.6 này mọi người vẫn đang tiếp tục nóng giữ thôi bởi vì mới mua hôm thứ hai vừa rồi mà à, mua hôm thứ hai vừa qua đó đấy, cho nên là mọi người hoàn toàn có thể tham khảo được mã cổ phiếu last này nhá Ok uh, tiếp theo dòng chứng khoán hôm à, nay dòng chứng khoán cũng đã gặp những áp lực chốt lãi lại rồi thì nên là em cũng đã nói với các anh chị là ở cái nhịp này dòng chứng khoán nó đang rất là ảo ha nó đang rất là ảo ma Nói chung là hạn chế tham gia đối với lại dòng chứng khoán ở nhịp này là một cách tốt nhất để mà các anh chị chúng ta giữ được cái cái đầu nó tỉnh táo và nó không bị cuốn theo nhé. Thì tập trung vào những mà cổ phiếu thuộc những, những cái ngành mà hưởng lợi, ví dụ như là đồng tư công này, hay vật liệu xây dựng này. Đấy, vật liệu xây dựng thì thì có thép, rồi có xi măng, rồi có nhựa đường, rồi này nọ đó. ha xây dựng cũng vậy, hôm nay xây dựng cũng đã lên tương đối là khá ha mọi người đấy. Đó thì thôi chúng ta sẽ tạm gác lại luôn thứ nhất là em sẽ tạm gác lại tư tư vấn cũng như là review cho các anh chị chúng ta hai dòng là banh và dòng chứng khoán thì ở nhịp này hả sẽ không có chú trọng vào hai nhóm ngành này mà còn sẽ chú trọng vào những cái ngành khác nó, 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 cho cái tiềm năng nó đang tốt hơn cái dòng tiền nó đang tốt hơn ha thì hôm nay khu công nghiệp cũng tăng rất là tốt nhé ví dụ như ita mọi người thấy không ạ ita này hôm bữa em cũng có view cho mọi người thì đây là cái điểm mua cũng tương đối là đẹp đúng không ạ thì ngày thứ thứ hai và rồi cũng view cái điểm mua ở đây tương đối là đẹp đấy. thì mọi người có thể thấy là ăn được cái trận như thế này là ngon rồi g với r thì nãy nói rồi ha d 2 d thì thực sự em thì không khoái mã cổ phiếu này bởi vì cái thanh khoản nó tương đối là nhỏ à. nhưng mà nó nó cũng đẹp á nhìn chung là nó cũng đẹp đấy. cái nền nó tương đối là dài cái vùng sideways nó nó đi tương đối là dài thì mọi người thấy ở đây cũng là một cái mẫu hình có thể nói là cốc tay cầm này ở đây thì nếu mà nó vượt được cái vùng 55 này là cái điểm mua này ha à. đây này đây nhá cốc này Đấy, cái tay cầm bên đây đó thì vượt được khoảng tầm 55 là cái điểm mua rất là đẹp này. Rồi, ok, KBC cũng vậy. À, còn BHR này thì ở kênh dưới còn lại những mã cổ phiếu này a à, có SSC cũng tương đối là ok. Đấy, nhưng mà những mã cổ phiếu như này thì lại không có phù hợp với lại cách đánh của em, cho nên là em không có chọn thôi. Rồi, tiếp theo hôm nay xây dựng cũng có một số mã BCE đây mọi người thấy không ạ? À? BCE ha, em đã nói là khả năng rất là cao nó sẽ vượt được cái vượt đỉnh vùng 13.5 này thôi thì hôm nay cũng đã vượt rồi, volume khối lượng lớn đúng không ạ? Hôm qua có phải là em cũng đã nói đến mọi người là khuyến nghị là HDC với BCE này. Đấy. Thì hôm nay BCE lại tiếp tục trần mặc dù là hôm nay có tạo cái gap up lên. Đấy thì cũng biết là nếu mà các anh chị chúng ta là nếu mà em thì em cũng chắc chắn là sẽ hạn chế em mua ở trong cái gap này, nhưng mà thật sự là nó không có giảm về nó lấp lại cái gap ấy. Thì buộc lòng chúng ta phải mua đuổi thôi thì chắc chắn là nó sẽ lên được khoảng tầm cái target em đề ra là khoảng tầm vùng 15 đó. Đấy thì con này nó cũng tạo cái nền uh, đi cũng tương đối là lâu rồi này, mọi người thấy không ạ? Đây ha, uh, khối lượng vượt đỉnh lớn này, hai phiên này khối lượng vượt đỉnh lớn thì chắc chắn là sẽ lên được khoảng tầm 15 thôi, đơn giản. Rồi, CTD hôm nay cũng đã vượt được cái phần đỉnh trước của mình. À hôm qua đã vượt rồi nhà, hôm qua không view. Đó. Thì rất có khả năng là nó sẽ nhích thôi. Em nghĩ là nó sẽ lên được khoảng tầm uh, 72 cho tới 74 thì quanh vùng này thì là cái vùng kháng cự cũ của nó, nó à, bị những người mà kẹp hạn đây họ sẽ cũng sẽ trực chờ họ bán ra này, cho nên là mọi người cũng cần chú ý chúng ta hạ tỷ trọng đối với những cổ mã cổ phiếu này. À, HBC hôm nay rồi xong, khả năng lấp lại gáp này để test lại gáp ở 14.5, à, khả năng là test lại gap này ở vùng 14.5, cho nên là những mã cổ phiếu này đánh rất là khó, cho nên là em không có chọn. FCN cũng vậy Đó, mọi người thấy không? Coi như là thôi, bỏ qua nhé. Tiếp theo, tới uh, thị hải sản có uh, hôm nay cũng đã áp lực chốt lãi bớt rồi ha, mọi người thấy. Đấy, nhưng mà ví dụ như là VHC thì mọi người cũng thấy nó gặp lại cái phần đỉnh cũ ở vùng 51 52 này thì gặp lại áp lực bán, như này là cũng rất là bình thường thôi. Đấy, nhưng mà em tuy nhiên là em vẫn khuyến nghị là các anh chị chúng ta nên nắm giữ đối với lại dòng thủy sản này thì nó sẽ còn một cái nhịp tăng thôi. Đấy thì chắc chắn là sẽ còn một nhịp tăng thôi nếu mà các anh chị chúng ta Ờ, giỏi về trên t 0 thì những cái phiên mà nó kéo sáng lên như thế này mà với cái volume nó thấp á thì anh chị chúng ta phải chốt lại ra đó, rồi sau đó chúng ta sẽ mua lại ở những cái phiên mà nó điều chỉnh đấy thì nó sẽ còn một cái nhịp tăng thôi. À, cho nên là anh chị chúng ta chú ý. Ờ, bán lẻ thì có thì chưa hôm nay ở vùng đỉnh này mà đi chưa nó biến động khối lượng lớn ấy thì mọi người cũng cần phải chú ý nhé Nó giống như hpg ở cái giai đoạn trước vậy. Nó cũng giống như hpg ở giai đoạn này mọi người thấy không ạ? vậy những cái nhịp mà nó tăng lên sau khi chia cổ tức ha, volume lớn này. Đấy rồi sau đó là mọi người sẽ thấy là cái volume lớn như thế này là chắc chắn nó sẽ có những cái nhịp mà nó vũ nó gãy về lại nó lấp cái gáp này. Đó. Thì đi chứ nó cũng tương tự vậy thôi. Đấy, nó về lắp lại gáp này ha, nó sẽ lên đây rồi sau đó nó sẽ rơi lại trở lại thôi. Cho nên là cần phải né những cái khúc mà sau khi chia cổ tức như thế này nhá. FPT hôm nay cũng có một cái phiên gọi là gì ạ? một cái cây nến uh, phải nói là 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 Doji râu trên dài ha thì thì nó cũng thể hiện là những cái lượng cung mà bán ra ở đây này vẫn đang còn bị kẹp hàng tương đối là nhiều đấy thì em nghĩ là nó vẫn sẽ quanh ở đây thôi đấy, nó sẽ cần có phải có thêm một đến hai phiên test cung nữa ở những cái vùng quanh 91.5 hoặc là 92 đấy thì nó mới có khả năng nó bứt thoát được cái ngưỡng ở vùng 95 đấy. thì ở giai đoạn này thì em cũng không có tham gia Mid cap đâu à, cho nên là mọi người cũng <laughs> chắc cũng không nên quan tâm đến FPT nhiều thì em chỉ view cho các anh chị nào mà đang bị kẹp hàng thôi rồi BVH này con này cũng vượt đỉnh hay nhỉ? Nói chung là nó cũng đang ở cái kênh xu hướng dưới nha mọi người ha Để nên là em thường không hay chú ý nhưng mà cũng phiếu như thế này rồi Ok my à, mai san này hồi phục thôi nhá hôm nay mai san hồi phục con này mà khối lượng nó lớn thật mặc dù là hôm nay là mai san nước ngoài họ bán tới 258 tỷ À, hôm nay tổng là bán rồng là 190 tỷ này. Nhưng mà Mytan thì nó lại có khối lượng khớp lệnh lớn nha. À, thì không hiểu nó là đang có chuyện gì ở đây. Nhưng mà nhìn chung là với cái khối lượng lớn ở cái vùng đỉnh như thế này. Thì em lại không có đi ngang nữa. Với cái gì mà đi ngang như thế này nữa thì em lại không có hảo ở những cái mặt cổ phiếu nó đang hình thành nên những cái biên độ biến động lớn như vậy ha. Đặc biệt là ở vùng đỉnh nữa. Rồi tiếp theo cao su. Uh, cao su thì có DRC, DRC gặp lại đỉnh cũ này. Áp lực chốt lại là bình thường nha, nên là mọi người có thể tiếp tục nắm giữ được nha. Rồi thì chúng ta cứ kỳ vọng là nếu mà nó vượt được vùng 35.5 ấy thì rất có khả năng là nó lên được khoảng tầm 37 cho đến 38 ha. Cho nên là ở vùng này nó cũng cần phải hấp thụ lại hai cái cây này này, mọi người thấy không ạ? Là những cái cây ở vùng này. Đấy, nó cũng cần phải có thời gian thêm. Đấy, DRI hôm nay gặp chốt lại cũng bình thường thôi, vượt đỉnh rồi, chốt lại là bình thường thì đâu đó nó chỉnh về lại nó sẽ có những cái nhịp mà chỉnh về lại khoảng tầm maximum là khoảng tầm 12.9 là cùng mọi người thấy là những cái điểm rút chân như này thì khoảng tầm 2 đến 3 phiên nữa nó cũng sẽ có những cái nhịp mà nó rút chân lên dưới này thì sẽ chắc chắn còn một cái nhịp tăng nhá nó giống như ở khúc này cũng vậy này mọi người thấy không ạ đây là những cái nhịp mà nó rút chân ở đây thì những cái phiên sau nó cũng sẽ quanh quanh ở vùng này thôi đấy nó có thể kéo dài một tuần luôn rồi sau đó nó mới tiếp tục nó tăng lên tiếp ha à thì nếu mà các anh chị chúng ta không muốn ấy, thì các anh chị chúng ta cứ canh chúng ta những cái nhịp tăng ví dụ như tăng ráng nó rướng nó kéo lên như này thì canh chúng ta chốt lại thôi chứ đừng có đợi quá lâu nhé rồi uh, thép đi chúng ta sẽ nói tới thép thì hôm nay HPG cũng tăng rất là tốt đúng không ạ dòng tiền vào em nghĩ là khúc này thì dòng tiền vào nhưng mà phải quay về lại cái cái ngưỡng này thì nó sẽ Ờ, chúng ta sẽ kỳ vọng nhé, kỳ vọng là nó sẽ tích lũy lại được ở trên cái đường EMA 20 và nó dưới lại cái thân nến 51 như thế này. Thì mọi người thấy là nó sẽ di chuyển ở trên 50% hoặc là di chuyển ở trong cái cây thân nến này này mọi người thấy không ạ? À? Đây ha, em tô ở đây cho mọi người thấy. Thì nó sẽ di chuyển và nó sẽ tích lũy lại ở trên vùng 49 nhé. Nên là như vậy ở những cái nhịp tới và nó không nên giảm nha. À, còn nếu mà nó giảm và nó không có duy trì được ở trên vùng 49 đó, thì mọi người phải canh Đấy, nếu mà nó có một cái phiên nó suy yếu đi thì mọi người phải đi ra hàng thôi. Đó. Rồi ví dụ như HSG hôm nay cũng gặp áp lực chốt lại rồi. Đấy, về lại đỉnh cũ 40.4 thì gặp áp lực chốt lại. Đây là cũng một điều hết sức là bình thường. Nhưng mà em nghĩ là sớm muộn nhìn có khả năng nó sẽ vượt thôi ha. Em nghĩ là có khả năng nó sẽ vượt hoặc là nó test lại một nhịp nữa về lại vùng 39 là tối đa thì đâu đó sẽ nó sẽ vượt được cái vùng 40.5. Cho nên là ở nhịp này là dòng đầu cơ ví dụ như HSG vẫn đang rất là khỏe, hay Nam Kim cũng đang rất là khỏe nhìn thấy chút lại như thế này nó hoặc là những cái phiên tới nó điều chỉnh nhẹ nhàng khoảng tầm về lại 2-3% phần trăm thôi nhưng mà chắc chắn là nó sẽ còn vượt nữa nói chung là những loại cổ phiếu như nam kim thì thôi nó là siêu sống luôn rồi nhá đây là hát hôm nay cũng gặp áp lực chỗ lại này chưa lấp lại được cái gáp ha thì đâu đó nếu mà ngày mai hoặc ngày mốt ấy, em nghĩ là nó sẽ có sự hồi phục lại hoặc là nó lấp lại nhẹ một cái ở vùng 19 thôi rồi nó sẽ rút chân đi lên thì mọi người hoàn toàn có thể canh chúng ta mua được uh, TLH nhé ha TLH mọi người có thể canh chúng ta mua được ở quanh giá 19 được nhỏ dưới 19.4 này Đấy, ngày mai có nhúng thì các chúng ta cứ lấy một phần đi rồi VGS thôi những cái mã cổ phiếu này thì chắc chắn là nó sẽ còn chạy nữa nhưng mà sẽ không còn phù hợp để mà mua mới đâu à, cho nên là cũng sợ lắm SVC hôm nay về lại cái phần đỉnh ở vùng 49 thì gặp áp lực chốt lại. Đây cũng là một cái điều rất là bình thường thôi. À, nhưng mà nếu mà xét về chặt tuần á, thì em nghĩ là nó sẽ vượt thôi. Đây là những cái cấu trúc thân nến đi lên này, à, khả năng là vượt đỉnh á, khả năng là vượt đỉnh thôi, nhá. Yeah. Rồi, à, mọi người chú ý nhá thì đó là những cái mã cổ phiếu mà em đề cập tới cho các anh chị chúng ta tập trung vào những mã cổ phiếu mid cap hơn là những cái mã cổ phiếu blue chip cũng như là có vốn hóa lớn. Ha, nên là mọi người chú ý ở cái nhịp này đối với thị trường chung thì có thể là ngày mai sẽ gặp tiếp những cái áp lực chốt lại nhưng mà nó sẽ kéo thôi em nghĩ nó sẽ kéo đầu phiên rồi nó sẽ áp lực chốt lại à, còn nếu như mà ngày mai mà nó nó giảm ở đầu phiên ấy, mà nó kéo lên ấy, thì lại đẹp hơn Đó. còn không thì các anh chị chúng ta tùy cơ ứng biến và đừng đừng có quan tâm nhiều đến thị trường chung mà tập trung vào các bạn cổ phiếu các anh chị chúng ta uh, tham gia nhé lcg này nên là em cũng có đang để ý đến lcg nữa này ấy, là CG thì hôm nay thì cáp được chốt lại nó tương đối là lớn cho nên là nhìn chung là nó không được đẹp cho lắm Đấy. nhưng mà nó vẫn khỏe ha nhìn chung là nó vẫn khỏe Đấy, thì đối với lại những cái anh chị á nhiều anh chị cũng ngộ lắm ấy thì lúc mà hồi sáng á nó lên được khoảng tầm 17.5 một cái gấp to đùng 5 phần trăm 6 phần trăm như thế này thì các anh chị chúng ta không chốt đâu Đó, đợi đến khi mà lúc chiều á bắt đầu áp lực chung của thị trường nó bán về giá 17 hoặc là thủng về và lại 16.8 thì các anh chị chúng ta lại hỏi em là à, chị có nên giữ hay không hay là anh có nên giữ hay không thì chị à, mấy anh chị chúng ta ai mà hỏi em vậy thì em cũng không biết đường nào mà trả lời lúc sáng thì các anh chị chúng ta không hỏi hay là các anh chị chúng ta không không tự chủ hoặc là không chủ động mà chốt đi đấy cứ phải là 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 là, là, là giảm thì các anh chị chúng ta mới hỏi chốt ngộ lắm lúc tăng thì không chốt à, nhưng mà lúc giảm thì các anh chị chúng ta lại đem ra chúng ta chốt À, ví dụ như em nói này tới con banh ở đây cũng vậy này đấy ở những cái nhịp nó tăng dưới này là những cái nhịp mà em chốt này à, những cái nhịp này là em chốt này đấy, chứ cái nhịp giảm này là em đâu có chốt rồi đấy, chắc chắn là không rồi ha đây quay lại nó đâu đó mọi người nhớ là em cũng đã có show cho các anh chị chúng ta tài khoản là em chốt lại ở những cái vùng năm bảy năm tám này đúng không ạ đấy cho nên là những cái nhịp tăng như thế này là phải canh chốt rồi chứ đừng có những cái nhịp mà bán mà nó thủng như thế này rồi đem hàng ra bán rất là dở nhá nha à. Rồi, ok thì đó là tổng quan về thị trường chung cũng như là các nhà, nhóm ngành em uh, uh, phân tích trong cái video ngày hôm nay thì cũng mong là các anh chị chúng ta sẽ có cái nhìn tốt hơn về thị trường chung nhé, cũng như là các mã cổ phiếu nếu mà các anh chị chúng ta đang nắm giữ trùng hợp với lại cái những cái mã em đang phân tích trong ngày hôm nay. Rồi, xin cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi. Nếu mà các anh chị chúng ta lần đầu theo dõi kênh YouTube của em thì hãy nhớ đăng ký kênh cũng như là nhấn nhận thông báo ở góc góc bên phải ở đây nhé, để mà nhận thông báo khi mà có video mới ra. Rồi, thì uh, sắp tới đây thì em cũng sẽ uh, mở những cái uh, khóa học mới, đó, mở những lớp học mới để mà truyền um, đạt những cái kiến thức đầu tư cho các anh chị chúng ta. Nhá. Thì cụ thể thời gian thì em sẽ báo sau với các anh chị. Còn nếu mà các anh chị chúng ta muốn đồng hành cùng với em ở những cái giai đoạn sắp tới, nhá, để nhận được cái sự tư vấn chi tiết hơn từ em, thì có thể là chúng ta mở tài khoản tại VPS với số vốn tối thiểu là khoảng tầm 100 triệu. Em cũng đang uh, phân vân với cái việc mà các anh chị chúng ta ở, Uh, ngoài cái hệ thống VPS thì có thể là đóng uh, phí theo tháng hoặc là theo quý hoặc là có thể là theo cả năm. Đấy thì em sẽ đưa ra những cái mức giá hợp lý cho các anh chị chúng ta nhé yeah. Rồi, uh, xin kính chào lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo. Peace